Ca tiếp theo của bệnh viện Quảng Xương là bệnh nhân nữ 65 tuổi theo dõi nhồi máu não. Mời Quảng Xương tiếp tục. Em xin báo cáo các lâm sàng ạ. Bệnh nhân nữ 65 tuổi, nghề nghiệp hưu trí ạ. Địa chỉ Quảng Xương, Thanh Hóa vào viện 7 giờ 10 phút ngày 3 tháng 1 năm 2021. Lý do vào viện là co giật. Bệnh sử trước vào viện một ngày bệnh nhân xuất hiện co giật toàn thân, mỗi cơn kéo dài 1 đến 2 phút. Khoảng 30 phút lại xuất hiện một cơn, trong cơn không có sùi bọt mép. Sau cơn bệnh nhân lơ mơ, ở nhà chưa xử trí gì vào viện. Tiền sử bệnh tật, bản thân bệnh nhân tăng huyết áp thường và dùng thuốc thường xuyên. Năm 2017 cũng xuất hiện cơn co giật sau tự hết, được khám tại bệnh viện Bạch Mai với chẩn đoán là cơn thiếu máu não thoáng qua. Từ năm 2018 thường hay xuất hiện các cơn co giật ngắn, sau co giật bệnh nhân tỉnh táo và không để lại di chứng, đã được khám tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa với chẩn đoán là động kinh, sa sút trí tuệ, chân run vô căn và được kê dùng thuốc chống động kinh đến nay. Tiền sử gia đình thì không ai mắc bệnh như bệnh nhân. Khám lâm sàng, khám lúc vào bệnh nhân tỉnh, mắt mở tự nhiên, gọi hỏi ú ớ, xuất hiện các cơn co giật toàn thân, mỗi cơn kéo dài 30 giây đến 1 phút, không có dấu hiệu tăng tiết, mạch 100 lần trên phút, huyết áp 130 trên 80%, tim nhịp đều T1 T2 rõ, phổi không có gian, liệt hoàn toàn nửa người bên phải. Khám hiện tại sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân tỉnh gọi hỏi trả lời ú ớ, có những cơn co giật cục bộ vùng nửa, cơn kéo dài 15 đến 20 giây, trong cơn không có tăng tiết, không tím tái, khoảng cách các cơn co giật khoảng 5 phút. Mạch là 102 lần trên phút, huyết áp 130 trên 80, nhiệt độ 37 độ, SpO2 91%, tim nhịp đều T1 T2 rõ, phổi không có gian, bụng mềm, liệt hoàn toàn nửa người phải, tiểu tiện không tự chủ. Bệnh nhân này thì các cận lâm sàng em đã gửi lên trên hệ thống ạ. Bệnh nhân được chẩn đoán sơ bộ là theo dõi nhồi máu não, động kinh tăng huyết áp, điều trị bằng dưỡng não hạ áp, chống động kinh an thần. Em xin ý kiến hội chẩn là chẩn đoán và điều trị đã hợp lý chưa và điều trị cụ thể trong trường hợp này như thế nào? Em xin cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn Quảng Xương. Nay chúng ta có rất nhiều bệnh nhân cũng khá phức tạp. Xin phép mời ý kiến của thầy Bình. Dạ. Trong trường hợp này em xin có một số ý kiến như sau. Thì ở bệnh nhân có biểu hiện liệt nửa người phải, kèm theo các cái biểu hiện lâm sàng là tương đối rõ nét của một cái đột quỵ, thì trên hình ảnh nó có một cái ổ giảm tỷ trọng tương đối rõ nét ở vị trí của cái cánh tay trước của báo trong bên trái, khá là phù hợp với lâm sàng. Cái ổ giảm tỷ trọng này thì chúng ta nếu như đã nhìn thấy ở trên các lớp vi tính thì có nghĩa là nó là tương đối muộn rồi và không còn chỉ định để điều trị về các vấn đề tắc mạch máu não nữa, mà chỉ điều trị bổ trợ phục hồi chức năng. Thế còn các cái tổn thương mới nếu như ở giai đoạn tối cấp thì chúng ta lại không nhìn thấy được trên các lớp vi tính. Nếu do các tổn thương tối cấp thì chúng ta lại buộc phải chụp cộng từ mới phát hiện được. Thế còn ở trên cái phim các lớp này thì chúng ta chỉ nhìn thấy tổn thương muộn và không còn giá trị để điều trị nữa. Em xin hết. Vâng, như vậy ở trên chẩn đoán hình ảnh trên phim CT thì thầy nghĩ đến cái chẩn đoán của thầy qua chẩn đoán hình ảnh là gì? Dạ vâng, có thể nó là một cái nhồi máu cũ đúng không ạ? Dạ vâng, đây là có thể là một cái ổ nhồi máu cũ của cánh tay trước bao trong bên trái và khá phù hợp với lâm sàng. Dạ. Dạ. Cảm ơn thầy Bình. Xin mời ý kiến của cô Hiền về nội thần kinh. Dạ vâng, em xin chào các thầy, các cô và các bạn ạ. Ở bệnh nhân này thì em xin muốn hỏi thêm một vài các cái thông tin ở bệnh nhân này ạ. Thứ nhất là năm 2017 thì bệnh nhân có được chuẩn đoán là một cơn tai biến mạch não thoáng qua. Thì em muốn hỏi là mình có khai thác được tính chất cái cơn co giật của cái năm 2017 không? Kèm theo bệnh nhân có yếu liệt gì không ạ? Bởi vì nếu như chuẩn đoán là tai biến mạch não thoáng qua thì mình sẽ phải điều trị dự phòng cả aspirin, cả statin và đầy đủ. Và liệu rằng là cái tổn thương cũ mà trên phim CT này nó có xuất hiện từ cái năm 2017 hay không khi mà bệnh nhân được chuẩn đoán là tai biến mạch não? Với hai nữa là bệnh nhân này thì có tính chất các cơn co giật mà các bạn khai thác, những cái cơn co giật đầu tiên ấy, thì cái tính chất cái cơn co giật ấy thì sẽ hướng nhiều đến là cơn co giật cục bộ hay là cơn co giật toàn thân ạ. Bệnh nhân này thì ở đây thì liệt nửa người phải, các bạn tại chỗ thì ghi là nửa người trái, chỗ thì ghi nửa người phải, thì em không rõ là liệt nửa người bên phải ạ. Với hai nữa là bệnh nhân cả khám lúc vào viện và khám hiện tại sau 3 ngày điều trị thì tình trạng của bệnh nhân thì vẫn ghi là tỉnh, gọi hỏi trả lời ú ớ,
Nếu như bệnh nhân tỉnh thì bệnh nhân sẽ trả lời đúng được tất cả các cái lệnh của mình. Thế cái việc bệnh nhân trả lời ú ớ này là do tình trạng là cái ý thức của bệnh nhân không tỉnh, nhận thức của bệnh nhân có vấn đề gì hay như thế nào ạ? Bởi vì nếu như mà bệnh nhân trả lời ú ớ thì cái chẩn đoán nó sẽ đi theo hẳn một hướng khác ạ. Các thầy, bệnh nhân năm 2017 thì bệnh nhân có một cơn co giật thì sau đó thì tự hết ạ. Và được khám tại bệnh viện Bình Mai thì với chẩn đoán là cơn thiếu máu não thông qua. Lúc thì... lúc đấy bạn có biết là bệnh nhân được chụp phim CT hay được chụp phim cộng hưởng từ không ạ? Hình ảnh CT ạ. Với CT. Thứ hai nữa là em xin lỗi các thầy các cô là bệnh nhân vẫn là liệt nửa người phải ạ. Và khi mà khám hiện tại sau 3 ngày điều trị thì bệnh nhân vẫn tỉnh, gọi hỏi thì không trả lời được. Không. Đấy. Và có những cơn co giật cục bộ ở phải ạ. Mà cơn co giật ngắn là sau tự hết, còn em dạ vâng. Để em cho tớ hỏi thêm một cái, đó là bệnh nhân này thì được chẩn đoán là sa sút trí tuệ. Thế thì trước cái cơn này này thì cái ý thức bệnh nhân vẫn tỉnh táo hoàn toàn, tự sinh hoạt được bình thường, như mọi người bình thường, và không có yếu liệt vận động gì đúng không ạ? Báo cáo với cô là trước cái cơn co giật mà vẫn đến dẫn đến bệnh nhân nhập viện thì bệnh nhân vẫn sinh hoạt bình thường ạ, đi lại được ạ. Và chủ yếu là tinh thần thì chậm chạp hơn chứ cũng không vẫn trả lời đúng được, ví dụ như định hướng về không gian thời gian thì vẫn đúng. Với các dữ kiện thế trước đấy thì bệnh nhân hoàn toàn bình thường, sau một cái tình trạng co giật thì bệnh nhân xuất hiện các cái tình trạng là ý thức thì là lú lẫn. Cái này mình có thể gọi là tình trạng ý thức của bệnh nhân là lú lẫn ạ. Và hai là cái liệt này thì mình cần phải phân biệt giữa hai cái liệt ở đây nó sẽ là mình phải biết đó là còn có một cái trường hợp nữa, đó là gọi là liệt tốt sau cái cơn động kinh ấy ạ. Bệnh nhân liệt hoàn toàn và cũng xuất hiện đột ngột sau cơn động kinh. Nếu như là liệt tốt thì nó sẽ tự hồi phục. Thế còn với bệnh cảnh này, với các tình trạng của bệnh nhân thì theo tôi sẽ hướng đến đây là chẩn đoán là một cái trạng thái động kinh ạ. Trạng thái động kinh có co giật ạ. Vì tại cái thời điểm mà bệnh nhân vào viện thì bệnh nhân vẫn còn cơn co giật, và hiện tại bây giờ thì bệnh nhân vẫn còn các nhiều cái cơn co giật cục bộ nửa người nửa mặt ở bên phải ạ. Thế mình phải hướng đến là loại trừ cái trạng thái động kinh, bởi vì đây là sẽ là một cái xử trí cấp cứu ạ. Theo các cái định nghĩa cũ, thì trạng thái động kinh thì được tính là các cái cơn co giật mà kéo dài trên 30 phút, hoặc là trạng thái giữa các cơn co giật của bệnh nhân thì bệnh nhân không tỉnh. Và bệnh nhân này thì có thể tình trạng lú lẫn, có thể coi là giữa các cơn thì bệnh nhân không tỉnh ạ. Hai, theo định nghĩa mới của cái Liên hội chống động kinh quốc tế thì người ta lấy các cái mốc, ví dụ như là cái cơn co cứng, co giật thì sẽ lấy mốc là sau 5 phút, sau 30 phút bệnh nhân vẫn còn co giật, hay cơn cục bộ kèm theo suy giảm ý thức thì sẽ lấy mốc là 10 phút và 60 phút. Thế bệnh nhân này tại cái thời điểm mà vào viện là đã sau đấy là phải hơn 10 phút rồi, và tại thời điểm mà 3 ngày sau điều trị thì vẫn còn cái cơn động kinh thì mình nghĩ đến là bệnh nhân này sẽ là một cái trạng thái động kinh có co giật ở trên lâm sàng luôn ạ. Và có vẻ như là theo một cái mô tả của các bạn thì đây là một cái động kinh toàn thể, nhưng có thể hướng đến đây là một cái cơn động kinh cục bộ toàn thể hóa. Nó không chỉ là đơn thuần là một cơn động kinh toàn thể đâu ạ. Thế thì khi mà chẩn đoán là một trạng thái động kinh thì mình sẽ phải xử trí. Thứ nhất là mình đảm bảo được đảm bảo được đường thở của bệnh nhân, hô hấp. Vì khi trong tất cả trong thời sau khi vào viện và cả ngay khi mà sau 3 ngày điều trị thì em thấy là cái SpO2 của bệnh nhân chỉ khoảng 90-91% thôi. Cái thứ hai nữa là mình phải cắt được cái cơn co giật của bệnh nhân ạ. Cái mục tiêu là phải cắt nhanh, cắt được cơn càng sớm càng tốt. Sau đấy thì mình mới dự phòng các dự phòng ngừa các cơn động kinh tái phát, và hai nữa là mình phải dự phòng tìm và các điều trị. Lúc đấy thì mình mới đi tìm và điều trị các nguyên nhân khởi phát của các cơn co giật này ạ. Sau đấy mình phải điều trị các cái rối loạn khác, các biến chứng của co giật, ví dụ như là bệnh nhân này có co giật rất là nhiều, mình phải xem là có tiêu cơ vân cấp hay không ạ. Vì trong xét nghiệm các bạn gửi thì chưa thấy có xét nghiệm CK, chức năng thận thì bình thường nhưng CK thì chưa thấy ạ. Về các cái nhất về điều trị cắt cơn của bệnh nhân này thì chắc là các bạn sẽ phải thử điều trị. Mình sẽ ưu tiên các cái nhóm mà có thể là lý tưởng nhất của bệnh nhân này, đó là sẽ sử dụng cắt cơn bằng các thuốc mà không ảnh hưởng đến ý thức của bệnh nhân. Và mình ở Việt Nam mình thì có cái Vabroad thì đã có dạng tiêm tĩnh mạch, đường tiêm tĩnh mạch hoặc đường truyền tĩnh mạch đấy ạ. Còn nếu như ở các bạn mà không có thì các bạn có thể dùng nhóm benzodiazepine, ví dụ như là dùng diazepam hoặc là midazolam ạ. Để ở đây cắt cơn. Sương đã điều trị theo cái hướng động kinh và cái thuốc ở phía đằng sau thì
Cô Huyền có ý kiến gì về cái thuốc điều trị của Quảng Xương không? Dạ, cái thuốc của bệnh nhân đang dùng là cái nhóm lamotrigine thì theo thì mô tả thì từ năm 2018 thì đã đang được dùng rồi, nhưng bệnh nhân vẫn thường hay xuất hiện các cơn cơn co giật. Thì có thể nói là bệnh nhân kiểm soát cái cơn này thì chưa tốt ạ. Thì mình sẽ phòng đến đây là sau khi mà cắt được cơn thì mình nên là phòng ngừa các cơn động kinh tái phát. Theo em thì cái này thì về lâm sàng thì lại hướng đến một cơn động kinh cục bộ toàn thể hóa với hai trên điện não của bệnh nhân ạ. Nó hơi mờ nhưng có vẻ như là cái cơn ổ khởi phát thì nó sẽ nằm ở thùy thái dương, từ thùy thái dương chạ thùy trán thái dương bên trái ạ. Thế nên mình sẽ ưu tiên lựa chọn các cái nhóm thuốc động kinh cục bộ. Với bệnh nhân này thì mình có thể dùng cái nhóm carbamazepin ạ. Cái tê cái tôn mình hay dùng ạ. Có thể chuyển sang nhóm đấy ạ. Đây. Dạ Báo cáo các thầy thì cái này thì bọn em vẫn dùng diazepam đường tiêm ạ, vì tuyến em thì có nhóm diazepam vâng. ạ. Sau khi 3 ngày điều trị thì nhân tình trạng nó cũng không cải thiện được nhiều nên là chỉ chuyển bệnh bạch mai ạ. Thì qua khai thác đến bây giờ thì hiện tại thì bệnh nhân đã tỉnh ạ và đã nói được nhưng mà vẫn liệt 1/2 người phải ạ. Vâng, có thể là một cái việc Đã không tốt. có giật nữa. Vâng. Nếu như mà tiêm tiêm đường tĩnh mạch mà không được thì mình có thể sẽ phải chuyển sang đường bơm tiêm điện, đường truyền liên tục ấy ạ. Vâng. Sau đấy thì mình mới đi tìm các cái sau kiểm soát được các cơn co giật thì mình mới đi tìm các cái nguyên nhân của cái trạng thái động kinh ạ. Thế thì thường thì có cái bốn nhóm nguyên nhân chính mà có thể gây ra cái trạng thái động kinh như này. Thứ nhất là các tổn thương thần kinh trung ương cấp tính, các tổn thương thần kinh trung ương mạn tính, các cái bệnh lý về độc chất hoặc là rối loạn chuyển hóa, hay là cái nguyên nhân do bản thân chính các động cơ cái cơn động kinh ấy. Khi mà bệnh nhân không tuân thủ điều trị hoặc là bệnh nhân thay đổi liều thuốc trong cái thời gian gần đây thì các bạn khai thác lại xem là bệnh nhân có bỏ thuốc không, có tự ý giảm liều thuốc hay không ạ. Hay là về các cái tổn thương thần kinh cấp tính thì mình vẫn phải loại trừ các cái nguyên nhân ví dụ như viêm não, viêm màng não, hay là các bệnh lý mạch máu não thì ví dụ như là nhồi máu não hay là huyết khối tĩnh mạch não cũng cần phải loại trừ ạ. Ở đây bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp thì mình cũng có thể nghĩ đến một nguyên nhân nữa, đó là cái bệnh tổn thương não mà có hồi phục, cái hội chứng tổn thương não sau có hồi phục ấy ạ, hội chứng Fred ấy ạ. Hay các tổn thương mạn tính thì có thể là u não hay đột quỵ não đang 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 tiến triển, thế nên trên cái phim CT thì chưa gợi ý gì nhiều đến cái việc u não. Với ai nữa về độc chất và rối loạn chuyển hóa thì có một vài các cái ngộ độc thuốc quá liều thì nó cũng có thể gây cái trạng thái động kinh. Thế trong cái thuốc mà bệnh nhân đang duy trì trước thì em có thấy ghi là dùng Chipta 10 mg nhân 2 viên một ngày. Tra thành phần của nó thì là amitriptyline, và khi quá liều amitriptyline nó cũng có thể gây ra cái trạng thái động kinh ạ. Về cơ bản thì bệnh nhân này thì các xét nghiệm cần phải làm thêm, đó là mình vẫn phải chụp được cộng hưởng từ não mạch não có tiêm thuốc ạ, để tìm được các cái nguyên nhân mà gây ra trạng thái động kinh cũng như tìm các cái biến chứng của cái trạng thái động kinh này ạ. Hai nữa là nếu như mà phim cộng hưởng từ bình thường thì mình buộc vẫn phải chọc dịch não tủy để làm các cái tác nhân ví dụ như là viêm não herpes hay là cái viêm não MMDA ạ. Vâng, cảm ơn cô Hiền. Về ngoại khoa thì Hùng có ý kiến không? Bây giờ những có những cái phương pháp ngoại khoa điều trị động kinh. Không, cái này của thầy Thanh với thầy các cô thì cái trường hợp này tôi cũng thống nhất với bác sĩ Thủy thì bác sĩ Hiền thì cái này thì mình ít nghĩ đến cái đột quỵ đúng không? Tại vì thứ nhất ấy thì nó có động kinh liên tục, những cái đột quỵ nó ít khi nó động kinh như thế. Hai thì mình trên cái cổng hở trên cái cắt lớp ấy, thì cái tổn thương ở bên thái dương ở bên trái là cái tổn thương cũ, mà cái tổn thương đấy nó không gây liệt nửa người, cái vùng đấy nó không gây liệt nửa người, tức là lùi ra sau khoảng 2 cm nữa thì nó liệt, chứ chỗ đấy nó không liệt nửa người bên phải được. Thì mình phải tìm xem nguyên nhân liệt bên phải là gì, nhưng mà tốt nhất thì các nên chụp một cái cộng hưởng từ não và mạch não thì mình sẽ khảo sát được các cái nguyên nhân ở trong não nó tốt hơn, mà cô xem có phải là có nhồi máu ở chỗ nào không thì mình mới biết được ạ. Xin hết. Vâng, cảm ơn thầy Hùng. Xin mời ý kiến từ Phó Giáo sư Hải, chuyên gia về đột quỵ. Kính thưa thầy cô, các anh chị và các bạn đồng nghiệp Quảng Xương, thì ở đây cái ca lâm sàng cũng rất là hay, là hai ca cũng rất là khó, và đến bây giờ bệnh nhân cũng tốt hơn nữa là rất là mừng rồi. Thì trong cái tôi hoàn toàn nhất trí với những cái ý kiến của cô Hiền với thầy Hùng, thì đúng là cũng có nhiều điều mà chúng ta cần phải chẩn đoán. Nhưng mà điều thống nhất rất là rõ ở đây là phải nói đây là một cái trạng thái động kinh, và nguyên nhân thì có nhiều nguyên nhân và chúng ta cũng nên tìm các nguyên nhân, và ở đây thì chúng ta cũng chưa thể hiện có cái nguyên nhân nào mà nó rõ ràng cả.
Thì chúng tôi cũng xin góp ý một chút là khi mà đọc cái bệnh án này thì chúng ta thấy một số cái điểm mà nhận ra nói qua thì chúng ta thấy là không thể bỏ qua được. Ví dụ SpO2 90%, 91% giữa các thời điểm như vậy, liệu phổi có vấn đề gì hay không? Thì đây đã có cái biến chứng của viêm phổi do sặc hay chưa? Thì đó là một điểm mà chúng ta cần để ý, vì đây là cái điểm có thể gây chết cho bệnh nhân. Cái điểm thứ hai là khi mà bật điều trị thì anh em nên ghi cái thuốc là cái thuốc mà cái chất chất gốc ấy. Thì không các thầy cô cha rất là lâu mới biết được cái chất gốc đó là gì, thì kia là generic, không mở ngoặc cái chất gốc vào đấy thì anh em tiện theo dõi. Thì điều nữa là về mặt điều trị thì chúng ta nếu mà nghĩ đến đột quỵ thì phải có cái aspirin hoặc là statin gì đó. Nếu mà bệnh nhân đột quỵ nằm một chỗ thì còn có thể dự phòng. Và điều đặc biệt nữa về phần co giật, có một nguyên nhân rất quan trọng là rối loạn nước điện giải, thì chúng ta cũng không thấy có cái kết quả xét nghiệm được ghi ở đây. Đó là những điểm mà chúng ta thấy có thể dẫn đến nguy cơ tử vong cho bệnh nhân sớm, cũng như là công việc của chúng ta nếu sửa chữa thì hoàn toàn có thể hết được cái trạng thái như vậy. Thì tôi cũng xin đóng góp những ý kiến ngắn gọn như vậy. Xin hết. Vâng, cảm ơn thầy Hải. Xin mời ý kiến từ bệnh viện Quảng Xương. Dạ vâng, em xin cảm ơn các thầy ạ. Em sẽ tiếp thu, sẽ rút kinh nghiệm những lần sau ạ. Em xin cảm ơn các thầy. Dạ, như vậy nếu mà ở Quảng Xương thì phải chuyển bệnh nhân đi đâu để chụp cổng từ ạ? Quảng Xương chúng ta có cổng từ rồi. Có thầy, là nếu Quảng mà Xương. Em thì có rất nhiều nơi ạ. Có bệnh viện đa khoa tỉnh rồi, phòng khám Hà Nội rồi, 360 Lê Hoàn, nhiều nơi lắm ạ. Dạ, tại Quảng Xương chúng ta chưa có máy cộng từ đúng không ạ? Dạ vâng, Quảng Xương chưa có thầy. Vâng, thế các thầy chụp sớm cho người bệnh và sau đó chúng ta sẽ hội chẩn lại. Vâng, xin cảm ơn Quảng Xương và xin được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.